Alo, đây là hệ thống bơm định lượng nè, nâng pH. Nâng pH cho những cái nơi mà lọc nước nước nó bị chua quá đó. Chua quá mình dùng cái bồn nâng pH. Hệ thống nâng pH để nâng lên. Nó gồm có một motor bơm nè. Đó, gồm có một motor bơm và một motor cánh khuấy. Cánh khuấy. Đó, một cánh khuấy. Rồi chất soda để bỏ trong bình này. Cộng với lại là hệ thống tủ điện, hệ thống tủ điều khiển đó, hệ thống tủ điều khiển định lượng mọi người nha đó, điều khiển định lượng dành cho những nơi nước pH thấp hoặc là nước nó hơi chua, cái nâng pH là để giúp cho tạo một cái độ ngọt nhất định, nó tạo một cái nước ngọt hơn, nhất định hơn, và nước mình chuyển về từ pH thấp chuyển về pH trung hòa, chuyển về pH trung hòa hoặc là nâng hơn pH trung hòa một tí, nó khoảng từ 8 chấm thì nước nó sẽ ngon hơn nhiều. Rồi cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh của mình đó. Chào tạm biệt mọi người nha, ai nước đang chua đang rồi thì cần nâng pH thì mình sẽ liên hệ nha.